những kiến thức thú vị, những câu chuyện về khoa học viễn tưởng, những sự thật ít ai biết về những thứ quanh bạn. Và còn nhiều hơn thế nữa, tất cả đều có trên kênh Truy Tìm Kiến Thức. Tỏa sáng rực rỡ ở Man U, Ronaldo chạm hàng loạt cột mốc ấn tượng. Với việc lập cú đúp ngay trong trận ra mắt Man U, Ronaldo đã chạm hàng loạt cột mốc ấn tượng. Ronaldo đã có màn ra mắt như mơ trong lần thứ hai trở lại khoác áo Man U. Trong trận đấu với Newcastle ở vòng 4 Premier League, tiền đạo người Bologna đã được huấn luyện viên Solskjaer bố trí ra sân trong đội hình xuất phát. Đáp lại niềm tin của ông thầy người Na Uy, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cú đúp giúp cho Man U giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Điều đó thực sự khiến cho những người hâm mộ quỷ đỏ cảm thấy nức lòng. Sau màn tỏa sáng rực rỡ ở Old Trafford, Ronaldo đã chạm hàng loạt cột mốc vô cùng ấn tượng. Cụ thể, với việc ra sân trong trận đấu với Newcastle, Ronaldo đã phá kỷ lục về khoảng thời gian lâu nhất giữa hai lần ra sân ở Premier League. Kể từ lần cuối góp mặt trong đội hình Man U vào tháng 5 năm 2009, CR7 đã trải qua 12 năm 118 ngày để góp mặt trên thảm cỏ Premier League một lần nữa. Kỷ lục cũ thuộc về Jamie Endelani với 11 năm 155 ngày, tái xuất ở mùa 2012-2013. Chưa hết, kể từ lần cuối cùng ghi bàn vào lưới Man City vào tháng 5 năm 2009, Ronaldo đã mất 12 năm 124 ngày để có pha lập công tiếp theo ở Premier League. Đây là khoảng thời gian dài thứ hai giữa hai bàn thắng trong lịch sử giải đấu. Người đang giữ kỷ lục này là Matt Jackson, 13 năm 187 ngày. Từ năm 1993 đến 2006, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn cho Man U kể từ năm 2013. Khi ấy, Ryan Giggs đã lập công ở 39 tuổi 86 ngày. Còn ở thời điểm này, CR7 đã 36 tuổi 218 ngày. Trong lịch sử Man U, chỉ có hai cầu thủ lớn tuổi hơn Ronaldo từng ghi bàn là Ryan Giggs và Paul Scholes. Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trở thành cầu thủ già thứ hai trong lịch sử Premier League từng lập cú đúp. Graham Alexander đang giữ kỷ lục này khi lập cú đúp cho Burnley trong trận đấu với Hull City vào tháng 4 năm 2010. Ở thời điểm ấy, anh đạt 38 tuổi 182 ngày. Không chỉ Ronaldo, Pogba cũng có một trận đấu xuất sắc trước Newcastle khi đóng góp hai đường chuyền kiến tạo. Điều đó giúp ngôi sao người Pháp trở thành vua kiến tạo ở Premier League trong năm 2021 với đường kiến tạo thành bàn. Chỉ riêng 4 trận ở mùa giải này, Pogba đã có 7 đường chuyền cho đồng đội lập công. Trong lịch sử Premier League, không có cầu thủ nào có nhiều đường kiến tạo thành bàn như Pogba trong 4 vòng đấu đầu tiên mùa giải. Với chiến thắng trước Newcastle, Man U đang tạm giữ ngôi đầu bảng Premier League với 10 điểm sau 4 vòng. Những kiến thức thú vị, những câu chuyện về khoa học viễn tưởng, những sự thật ít ai biết về những thứ quanh bạn. Và còn nhiều hơn thế nữa, tất cả đều có trên kênh Truy Tìm Kiến Thức. Báo Thái, Bát Hùng United khó cạnh tranh Hoàng Đức với câu lạc bộ Hàn Quốc. Dù rất muốn được thấy tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thi đấu tại giải Thái League, nhưng truyền thông Thái Lan lo ngại Bát Hùng United không thể cạnh tranh với câu lạc bộ của Hàn Quốc. Tờ Siam Sport của Thái Lan cho hay, nhà vô địch của giải Thái League 2020 Bezier Pathum United đang quan tâm đến việc lôi kéo Nguyễn Hoàng Đức, tuyển thủ quốc gia Việt Nam đang khoác áo câu lạc bộ bóng đá Viettel. Pathum United dự kiến sẽ gửi đề xuất đến Hoàng Đức, người đại diện câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa tại Thái Lan vào đầu tháng 12 năm nay. Siam Sport thông tin thêm, mặc dù muốn được thấy một trong những tài năng hứa hẹn nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam hiện nay thi đấu tại Thái League, nhưng truyền thông Thái Lan thừa nhận việc Pathum United có thể gặp khó khăn bởi có đội bóng Hàn Quốc cũng để ý đến Hoàng Đức. Tờ Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan thông tin, trở ngại cho Pathum United là đội bóng vô địch Thái League có thể gặp sự cạnh tranh với câu lạc bộ đến từ giải K League của Hàn Quốc, khi đội này cũng muốn có Hoàng Đức. Thông qua người đại diện của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam tiết lộ ông sẽ tư vấn và dọn đường cho Nguyễn Hoàng Đức sang Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng của giải K League, vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Siam Sport. Theo quan điểm của Siam Sport, các đội bóng thuộc K League sẽ có lợi thế hơn các đội bóng thuộc giải Thái League trong việc chiêu mộ các cầu thủ thuộc đội tuyển Việt Nam, xuất phát từ tình cảm giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam và tình cảm của giới bóng đá Việt Nam dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Siam Sport bình luận, do huấn luyện viên Park Hang-seo có mối quan hệ thân thiết với các câu lạc bộ thuộc giải K-League như Incheon United, Angju FC và Gangwon FC, nên họ có lợi thế khi liên hệ với cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ vừa nêu cũng rất quan tâm đến cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa có quyết định sẽ khoác áo câu lạc bộ nào hoặc chưa có quyết định sẽ đi hay ở. Trong khi hợp đồng giữa cầu thủ này với câu lạc bộ Viettel kéo dài đến năm 2024, nếu Hoàng Đức muốn đi, anh phải nhận được sự đồng ý của câu lạc bộ chủ quản. Tờ Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết tiếp,
Trước đó, có thông tin cho biết hiện ít nhất có một đội bóng Thái Lan và một đội bóng Hàn Quốc muốn mượn tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có thời hạn. Riêng đội bóng Thái Lan là Bezier Pathum United muốn mượn Hoàng Đức trong nửa mùa giải, từ tháng 12 năm 2021 đến khoảng tháng 5 năm 2022. Sau hai lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi chưa giành được điểm số nào với 0 bàn thắng và thủng lưới 4 bàn, xếp cuối cùng bảng B. Hai trận thua trước Australia và Nhật Bản khiến thầy trò huấn luyện viên Lee Tai trở thành đội bóng bị trừ nhiều điểm nhất châu Á trên bảng xếp hạng của FIFA với 18,16 điểm. Đội tuyển Trung Quốc cũng là đội bóng tụt nhiều hạng nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi rơi 4 bậc từ vị trí thứ 71 xuống vị trí thứ 75 thế giới. Đây là kết quả vô cùng thất vọng với đoàn quân huấn luyện viên Lee Tai, dù được bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Cùng cảnh ngộ với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam cũng bị trừ 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau hai trận thua đầu tiên ở vòng loại World Cup, từ vị trí 92 xuống vị trí 95 thế giới sau khi bị trừ 16,76 điểm. Trong khi đó, Iran đã tăng 4 bậc lên xếp hạng 22 thế giới. Điều này đã giúp đội bóng Tây Á vượt qua Nhật Bản, tụt 2 bậc xuống thứ 26 để trở thành đội bóng số 1 châu Á ở thời điểm này. Australia cũng tăng 3 bậc lên xếp thứ 32 thế giới sau hai chiến thắng trước Trung Quốc và Việt Nam. Thậm chí, Saudi Arabia còn tăng 5 bậc, tăng nhiều nhất châu Á để vươn lên xếp thứ 56 thế giới sau chiến thắng trước Việt Nam và Oman. Còn nhớ vào năm 2016, đội tuyển Thái Lan từng tụt tới 15 bậc, từ 120 xuống 135 khi chinh chiến ở vòng loại World Cup 2018 vì không có kết quả tốt khi đối đầu với những đội bóng có đẳng cấp cao hơn. Vào tháng 10 tới, vị trí của đội tuyển Việt Nam hay Trung Quốc sẽ có cải thiện đáng kể nếu một trong hai đội bóng giành chiến thắng. Chính vì vậy cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều xem đây là một trận đấu có tính chất quan trọng. Trung Quốc mời quân xanh chất lượng trước thềm đấu đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm cao độ trong mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, khi không cho các cầu thủ xả trại mà sớm tập trung tại quê tập luyện từ ngày 9 tháng 9. Sau khi ổn định nơi ăn trốn ở tại thành phố Haza, UE, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFA bắt đầu lên kế hoạch tìm đối thủ giao hữu trong một tháng ở UE tập huấn. CFA đang liên hệ với Liên đoàn bóng đá UE để xem liệu có thể thu xếp thời gian thi đấu hay không. Bên cạnh đó, hai đội tuyển cùng khu vực Trung Đông là Syria và Iraq cũng được gửi đề nghị đá giao hữu. Cả ba đối thủ tiềm năng này đều đang nằm ở bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tờ Sina Sport cho biết tuyển Trung Quốc muốn thử sức với các đội tuyển mạnh nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chủ nhà UE đang có màn khởi đầu không mấy thuận lợi, họ hòa cả hai trận trước Liban và Syria, còn Syria và Iraq đều có cùng một điểm sau một trận hòa và một trận thua. Nếu như không tìm được quân xanh chất lượng để đá giao hữu trước lượt trận thứ 3, CFA sẽ liên hệ với các câu lạc bộ địa phương. Đó có thể là câu lạc bộ Haza, đội chủ sân mà tuyển Trung Quốc đang thuê sân của họ để tập luyện. Áp lực của huấn luyện viên Lee Tai đang rất lớn sau hai trận thua trước Australia và Nhật Bản. Truyền thông Trung Quốc dự đoán huấn luyện viên Lee Tai nhiều khả năng sẽ bị sa thải nếu tiếp tục thất bại trước đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Sohu nhận định, hai trận thua mở màn vòng loại thứ 3 khiến đội tuyển Trung Quốc không còn đường lùi. Mỗi trận tiếp theo sẽ là một trận chiến sinh tử, đặc biệt là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều có chung nhận định, thua Australia và Nhật Bản còn có thể hiểu được. Xuất phát từ nền tảng chung của bóng đá Trung Quốc so với hai nền bóng đá kia, lại còn suy giảm sức mạnh trong thời gian gần đây. Nhưng nếu không thắng nổi tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Lee Tai nên soạn sẵn đơn từ chức. Tờ báo của đội tuyển Futsal Việt Nam rèn chiêu tủ, chờ đấu Brazil ở World Cup. Gặp ứng cử viên vô địch Brazil trong trận mở màn World Cup, đội tuyển Futsal Việt Nam chuẩn bị nhiều phương án đối phó, trong đó tập trung cho mặt trận phòng ngự. Có mặt tại Lithuania được một tuần để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam đã thích ứng nhanh với điều kiện ăn ở tại đây. Về chuyên môn, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ càng và huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã áp dụng nhiều bài tập, nâng dần khối lượng và rèn kỹ các miếng đánh để tạo nên bất ngờ ở vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Trong các buổi tập gần đây, giao án chiến thuật có sự thay đổi lớn so với buổi tập trước đó, đặc biệt khâu phòng ngự, phối hợp nhanh để tận dụng cơ hội trước các đối thủ được đánh giá cao hơn được ban huấn luyện rèn rũa rất nhiều cho các cầu thủ. Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết kết quả 3 trận thua, một trận hòa trước các đội bóng mạnh thế giới như Nhật Bản, Tây Ban Nha hay Morocco ở đợt tập huấn trước World Cup đem đến những bài học rất giá trị về chuyên môn cho các cầu thủ. Ban huấn luyện đã thu được nhiều điều bổ ích để uốn nắn, chỉnh sửa cho các cầu thủ khi vào giải chính thức.
đội tuyển Futsal Việt Nam được cọ sát với đội mạnh sẽ là nền tảng về tâm lý, chuyên môn vì tới đây sẽ còn đối mặt với nhiều đội có trình độ, đẳng cấp cao hơn. Đây là lần thứ hai, nhưng trong đội đã có 4 cầu thủ từng thi đấu ở World Cup cách đây 5 năm, còn đa phần là những người mới. Tâm lý của các cầu thủ rất háo hức và có chút lo lắng, bởi ngay trận mở màn chúng ta sẽ gặp đội tuyển Futsal Brazil rất mạnh. Đấy là thách thức vô cùng lớn. Tuy nhiên, với kết quả tốt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016 sẽ tiếp thêm niềm tin lớn cho toàn đội. Còn nhớ cách đây 5 năm, ít ai nghĩ đội tuyển Futsal Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng, nhưng các cầu thủ đã làm được và bây giờ điều đó bồi đắp thêm sự tin tưởng rằng giải lần này dù khó khăn nhưng toàn đội sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh. Về phần mình, ngoài các bài tập phòng ngự, huấn luyện viên Phạm Minh Giang rèn rất nhiều các tình huống cố định cho học trò để hy vọng tận dụng triệt để cơ hội trong trận gặp Brazil. Gặp đội tuyển Futsal Brazil ngay trận mở màn là thử thách rất lớn với đội tuyển Futsal Việt Nam bởi đối thủ có sự vượt trội về đẳng cấp. Nhưng không vì thế mà Văn Vũ và các đồng đội đánh mất sự tự tin. Những ký ức đẹp ở Colombia đã là quá khứ. Tôi cũng như đồng đội đang hướng đến giải đấu lần này với những thử thách lớn. Toàn đội quyết tâm giành vé vào vòng 16 đội. Văn Vũ thể hiện sự quyết tâm cao. Tại World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp tuyển Brazil trong trận ra quân lúc 0 giờ ngày 14 tháng 9 giờ Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Minh Giang lần lượt là Panama 22 giờ ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc 20 giờ ngày 19.